Xin chào các bạn, phóng viên của chương trình Tin Nóng trong ngày hôm nay đang đứng tại một nơi rất là thú vị, một nơi mà chúng ta có thể xem tận mắt những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Ý, tác phẩm Người Suy Tư, Vệ Nữ và David. Và như các bạn đã thấy ở đây thì mọi người rất là ngạc nhiên và đang trầm trồ xem họ đang làm gì. Chúng ta khó có thể biết họ là ai trong hình dạng như thế này, đúng không ạ? Dạ. Và thưa các bạn, chúng tôi đã nhận được một thông tin chi tiết. Và thưa các bạn, chúng ta đã biết họ là ai rồi, đúng không ạ? Và bây giờ hãy cùng nhau đi tìm hiểu lý do vì sao họ lại làm như vậy nhé. Chào hai bạn có biết là tại sao họ lại làm như thế không ạ? Không thấy nói gì, nhưng có vẻ mình thấy họ cứ đứng như vậy suốt cả ngày. Không biết nữa, nhưng mà thấy đẹp quá à. À, thì ra họ đang thực hiện thử thách để trở thành người đầu tiên thưởng thức vị bánh Nespoca khoai tây mới, hương vị pizza Napoli Ý. Có vẻ là họ đang rất là kiên trì với ý tưởng của mình và hy vọng đạt được giải thưởng 150 triệu đồng từ cuộc thi. Và chúng ta hãy chờ xem họ có chiến thắng không nhé. Bây giờ trời đã bắt đầu mưa rồi và bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Sau một thời gian dài trời đã tối mà họ vẫn đứng đây.